Vâng, mọi mọi chi tiết các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Đây, em có một món hàng rất là độc để phục vụ các bác chơi loa toàn giải đây. Sáng nay em về bốn cặp loa toàn giải bass 30. Rất là tầm tiền, một cặp đắt nhất là nằm trong kia. Có mã là 2601 sao các bác. 14 triệu rưỡi, còn ba cặp này đều đồng giá 10 triệu. Các bác lấy cặp nào thì lấy. Cặp này thì đồng trục của hãng Headkick của Nhật, của xin lỗi, Headkick của Mỹ nha. Tất cả sản phẩm em ship Mỹ về hết nha. Headkick của Mỹ. Đặc biệt cái con này nó có cái chỉnh lo chép nha, lo chép là lo đồng trục này. Các bác chơi con này thì không cần phải, chỉ cần về đóng thùng thôi. Còn cái này là cái mặt phân tầng của lo bát này. Đấy, lo bát nó theo luôn nha, của Headkick luôn nha. Là để các bác chơi này. Máy này, mỗi bên này là giao cho lo bát nha. Thì các mua bộ này là chỉ cần về lên thùng thôi, hoặc là để chơi bắn hở cũng được. Lo này rúng rất là sâu nha. 10 triệu đó, cái này rất là đáng. Tất cả đều ba bộ 10 triệu trước, còn cặp sau là 14 triệu rưỡi. Cái đây chủ yếu là vấn đề đây. Đây là một bộ phân tầng đến từ hãng Electrovoy, có mã là X36 nha. X36 thì lúc sản xuất người ta làm cái tem nha, nhưng là đúng một bộ đúng mã nha các bác. Cái này thì thích hợp cho các bác nào đang có một cặp lo bass và mua một bộ lo chép đó nha. Đấy. Và chúng ta phải cần có một phân tầng. Đấy, phân tầng này là thiết kế là chuẩn xác rồi, chuẩn xác, nghe âm thanh nó tuyệt vời rồi. Giá thì em đang bán là 1 triệu 7 nha các bác, 1 triệu 7. 1 triệu 7 tại ship về Mỹ nó nặng, cái phân tầng nó nặng, nó tốn tiền chứ không gì. 1 triệu 7 thì rất là đáng chơi được một cái, để các bác gắn vào loa khỏi cần nghĩ ngợi và độ chế gì. Độ chế thì cũng mất 700-800 rồi, nhưng mà nó không có chuẩn xác. Đây, đây là đường, đây này, ở trên này nó có ký hiệu. Để em lấy cái cục ra cho các bác dễ chữ to, dễ hình dung. Đây nha. Đấy, Hicom này. Đây, đây này. Đây là đường tín hiệu vào nha. Đấy, đây là đường tín hiệu vào là từ âm ly vào đây nha. Đấy, còn cái này com, hay là cái dây đây là nó vào, dây đây là một dây chung nha các bác, dây chung vào loa, hai loa chép và bát. Còn cái này là vào bát nha các bác, trên này là lo này, lo là gắn vào lo bát, còn hai là gắn vào lo chép đấy, gắn vào chép đấy. Còn khi các bác nào mua em sẽ đấu dây hết về cho các bác cái việc gắn vào lo bát thôi, và em sẽ dán hướng dẫn cho các bác về gắn vào. Thì nó rất là đơn giản thôi, nên cái hiệu sao chúng ta gắn vào lo là gắn vào lo bát, còn hay là gắn vào lo chép, hay là cái bộ phận mà tăng giảm âm thanh của loa chép này, cái volume này. Đấy. Mỗi cái nó theo luôn. Tùy đời người ta là nó ra đời và nó hay có cái tem khác nhau và mèo khác nhau. Chứ nó cùng một mã X36 nha, model của Electrovoy nha. Các bác nào cần bộ này thì alo cho em. Về lâu rồi mà em để trong kia làm biếng lấy ra quên. Nè lục thì nhớ quay cho các bác. Bắt đầu cần thì alo. Thấy nó khác mèo vậy nó khó coi, nhưng mà nó đúng là một lò serie, một model nha các bác, nên nó chuẩn xác về âm thanh. Martin USA nha. Rồi bắt đầu lấy thì alo cho em, giá 1 triệu 700 ngàn.